nhân ở đây là người thật đó quý vị, người xưa trở lại ở trong đức thầy có hay có cái câu người xưa trở lại đấy, mà Mũi không có nhớ là cái câu văn nó như thế nào, câu thơ nó như thế nào Mũi cũng nhớ, nhưng mà thầy là đó hay nói sau này người xưa trở lại đấy. À, người xưa trở lại khác nào người nay, không có gì đó. Dạ thì nào? Thầy có cái hạnh tu của thầy đó, bước đường hành giả đã quyết cầu kinh, chẳng ngại mưa xa nắng cháy mình, nhục thể đương đầu bao khổ nạn, tâm hồn an lạc vững niềm tin, đại thừa thuyết pháp vô ngôn hạnh, nội giáo minh tâm sanh chứng bình, vạn vật thử hình tùng thử đạo, lòng thành tín hiệp chí uy linh. Nói về cái người thật của thầy đó, mẹ có nói nè, cảnh tỉnh nhân gian chẳng dụng lời, quý vị thấy không, không có thuyết mà hành, nuôi thân giả tạo một làn hơi, tham thân tham sân si gửi vào trong gió, bi trí dũng quên hạnh cõi đời, buông bỏ tục trần ma chướng nghiệp, giả từ bản ngã đạo tình khơi, vô thân vô tướng vô vũ trụ, thanh điển và hào quang rạng chiếu ngời. Vô thân vô tướng vô phương trụ tức là không có cần cái thân cái tướng, thì không có chấp vào cái gì thì đâu có dính mắc đâu quý vị. Nên thầy đã giải là người đắc đạo tại thế đó. Trước đây ngài đắc La Hán, nhưng mà trong kiếp sanh này ngài hành y lại là về cõi Phật, đắc Phật luôn quý vị, chứ không phải còn La Hán nữa đâu. Nên chúng ta cẩn ngôn cẩn hạnh trước khi nói, vì bây giờ đó thiên ma đó nó dữ dữ lắm, nó có thể là thiên ma ba tuần đó quý vị, là nó đã xin lỗi là thiên ma ba tầng, nó là đại diện cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Quý vị, chúng ta hãy tránh để sa đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Mà tại sao chúng ta đọa địa ngục? Ở đây ông Thành có chiên trị và xương khớp, cũng như thằng Kinh Tọ gây cột sống, thối quá cột sống, nhức tay chân, bà con đi đứng không được, hay là xuất hiện những cái trường hợp là đau mỏi gối quý vị, những cái khớp gối quý vị đó, hay bị gọi là thiếu cái chất nhờn đó, thì ở đây đó Quốc Thành có một cặp thuốc của Hồng Kông nha. Ở đây là bà con dùng rất là ok luôn nha quý vị, dùng rất là nhiều luôn, uống được là một lần mua vậy uống được 50 ngày, một ngày uống 2 lần nha quý vị. Đây thuốc không giữ nước, bảo đảm không giữ nước, nếu giữ nước hoàn tiền lại, Quốc Thành sẽ hoàn tiền cho quý vị 100% tiền. Còn nếu bà con nào đang gặp khó khăn mà không có tiền mua thì Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị uống trước 10 ngày. Quý vị thấy được, quý vị hãy mua ha quý vị. Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị trước 10 ngày. Quý vị sẽ uống coi có giữ nước hay không giữ nước. Nếu mà thuốc đó mà biết giữ nước hay không giữ nước quý vị, quý vị chỉ cần uống chỉ 3 ngày hoặc là một tuần lễ thôi là quý vị biết giữ nước hay không giữ nước rồi. Hiệu quả hay không thì quý vị uống sẽ biết được. À, khi mà mình mua như vậy đó, một cặp này thì bà con mua nhiều thì bà con biết rồi là 350 ngàn. Nếu mà thêm combo, combo là như thế này nè quý vị, là có thuốc dầu nè, dầu diêm son nè, rồi thuốc nhổ mũi nè, thuốc nhổ mắt nè quý vị đó, rồi thuốc bóp nè. Đây thuốc bóp này đó là mình chỉ đông cỡ chừng hơn 2/3 chai thôi, cái này là Quốc Thành xài đó, xài là còn lại nhiêu quý vị đó, và một hũ ngứa nữa đó. Cũng như là nếu quý vị mà bị như là đau bao tử này kia đó thì Quốc Thành sẽ cho thêm quý vị một bịch đau bao tử nữa nha. À, một bịch đau bao tử này mình uống được là 7 lần nha quý vị. Nếu quý vị mà có bị ho hoặc là bị hay bị cảm sốt này kia đó thì ở đây thì Quốc Thành có là thuốc của Tỷ Cơ nha quý vị. Thuốc Tỷ Cơ ở đây đó là độc quyền ở bên Quốc Thành có. Đây đó quý vị. Hình như nghe nói Quốc Thành nghe nói là bên Quốc Tạo trong này cũng cạn về thuốc của Tỷ Cơ quý vị. Đó, Quốc Thành có nè quý vị. Đó. Ai cần thì cứ gọi đây, Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị tới tận nhà nha. Đơn á mà trên 400 ngàn từ Quốc Thành thì sẽ free ship cho quý vị, ship là 30 ngàn thì sẽ free ship. Đơn dưới 400 ngàn thì sẽ không có free ship nha quý vị.
Quý vị nếu mà ai cần thì sẽ gọi vô số điện thoại của Thành là 0333304424. Dạ, Thành xin nhắc lại một lần nữa, 0333304424, đó là số điện thoại của Thành. Cứ gọi điện, của Thành sẽ tư vấn. Địa ngục tại trần gian này, nếu chúng ta làm những người ác thì chúng ta sẽ, quý vị thấy không, vô nhà thương sẽ thấy những cảnh đau đớn, có phải muốn chết cũng khó không? Nằm mà giống như là một con vật lên bàn mổ vậy đó, thấy ghê không quý vị? Còn nếu nói về ngạ quỷ đó, thì quý vị thấy rõ không? Những người người ta tội lỗi đó, người ta ốm gầy hốc hác khô cào đó, nhất là những người mà nghiện rượu đó, là thân hình là đã là ngạ quỷ đó quý vị, rồi là con ma đói đó, rồi súc sanh thì quý vị đã biết rồi, Atula là một cõi cũng ở trên dưới thiên ma ba tầng thôi. Tầng thứ nhất là Atula đó quý vị, tầng thứ hai là thiên ma ba tầng, từ tầng thứ ba đó là trở lên đó, mới là chín tầng trời đất thông truyền chính tri đó. Lúc trước mọi cũng có chia sẻ ra cái clip. Tầng thứ nhất là cõi thanh thiên, tầng thứ hai là cõi huỳnh thiên, tầng thứ ba là cõi xích thiên, tầng thứ tư là cõi kim thiên, tầng thứ năm là hạo nhiên thiên, tầng thứ sáu là phi tưởng thiên, tầng thứ bảy là tạo hóa thiên, tầng thứ tám là hư vô thiên, tầng thứ chín là hỗn nguyên thiên. Đây là chín tầng trời đất thông truyền chính tri. Trong bản thể của con người của chúng ta cũng vậy quý vị, cũng có chín tầng trời, nhưng mà quý vị biết nó ở đâu không? Ứng nghiệm nào bảy luân xa của chúng ta đó quý vị. Và tầng thứ 8 và tầng thứ 9 đó, nằm phía trên đỉnh đầu mình đó, gọi là hư vô thiên và hỗn nguyên thiên đó. Di lạc ở tầng hỗn nguyên thiên là đó là đạt gọn, còn gọi là đại la tiên thiên đó quý vị. Ở trong Ca Đài giáo cũng có kinh của nói về hỗn nguyên thiên chứng minh cho Di Lạc. Hỗn nguyên thiên dưới quyền giáo chủ, Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên, tái sanh sửa đổi chân truyền, khai cơ tận độ cửa tuyền diệt dân. Hội Long Hoa tiễn phong Phật dị, cõi Tây Phan đuổi quỷ trừ ma, giáng linh hộ pháp Di Đà, chuyển cây ma sử đuổi tà trục tinh, thâu các đạo hữu hình là một, trường thi tiên Phật dược tiếp khiên, tạo đời cải giữ ra hiền, bảo sanh nắm giữ diệu quyền chí tôn. Đó là những chứng minh cho Đức Di Lạc còn đang ở hỗn nguyên thiên. Sau này ổng sẽ xuống, ngài sẽ xuống, ngài có cái cây giáng ma sử đó, đuổi tà trục tinh đó quý vị. Bởi vì chúng ta ráng tu đi quý vị, để chúng ta coi đời rất hay, rất đẹp. Chúng ta hồi nào tới giờ chúng ta coi phim hư cấu thôi, nhưng mà sau này chúng ta coi phim bằng mắt thật luôn đó quý vị. Nên mọi người, mũi luôn luôn lúc nào cũng khuyên huynh tỷ đệ muội của chúng ta ráng tu hết. Tất cả chi những người ở trên xuống đều biết chân lý là gì, đều hiểu chân lý là gì, nên họ không bao giờ nhìn chúng sanh bằng con mắt tách biệt cả, mà họ luôn coi chúng sanh là huynh đệ, là cha mẹ, chứ không bao giờ dám coi chúng sanh rẻ rúng đâu quý vị. Nên quý vị hiểu được mà tại sao Đức Thầy thì sinh dưới
Dưới dưới chúng sanh là anh em, còn còn đức Minh Tuệ thì xưng là con, đó là chứng minh đó nghĩa. Đức thầy đó là thiên tử thứ tư, pháp danh của ngài ở trển là Ngọc Thiên, còn gọi là Tứ Thiên. Rất ư là sau này ngài xuống ngài cũng mang danh Ngọc Thiên đó quý vị. Ngài xuống thế sẽ mang Ngọc Thiên nha quý vị. Ngài không có còn mặc áo dài khăn đóng quấn lên đâu quý vị, đẹp lắm, không thể nào thả nổi đâu, không có còn ốm, thân hình ốm lắm đâu, nhưng mà tuổi thì trạc trạc như vậy thôi, nhưng mà rất là phương phi, đẹp lắm, dạ mô Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Rất là hay, trong cái quá trình vừa qua tỷ chia sẻ rất là hay, quốc tạo cũng rất là cảm kích. Thì quốc tạo sẽ hỏi câu hỏi tiếp theo. Thì hiện bây giờ đó, có nhiều cô bác nói là buổi sáng đó mà cúng đó, thì thấy những cái đám mây mà nó kết cấu là những cái hình rất là lạ, cũng giống như tỷ cũng nói là chụp rất là được rất là nhiều hình, cũng giống như là phụng hoàng nè, rồng nè, đó, long lăng quy phụng là chụp được hết. Như vậy là người ta hỏi như vậy là cái điềm báo gì? Thì ở đây thì theo nhận định của quốc tạo đó, thì thấy á, là nếu mà trong tứ linh đó đó mà xuất hiện thì tức là có Phật thánh tiên ra đời, nhưng mà chúng ta sẽ buồn, chúng ta không có vui. Mà khi Phật thánh tiên ra đời đó thì sẽ lập đời trở lại, cũng giống như sẽ có chiến tranh, giặc giả, dịch bệnh, nhân dân thay đổi địa hình đó, thì theo ý quốc tạo là vậy. Còn ý của tỷ như thế nào thì tỷ cũng góp ý cho đệ cũng học hỏi thêm. Thì người ta nói là ta thấy những cái hiện tượng như là long lăng quy phụng xuất hiện đó, thường thường thấy cũng có rồng, có phụng, có lăng, có quy, có dạ những cái hình kết cấu ở trên bầu trời đó, hiện tượng thời gian gần đây. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ mô Phật, đây cũng là những cái hiện tượng điềm báo, không cũng không hẳn là các ngài các vị ấn định là phải quá khổ hay gì đâu, nhưng mà có điều như vậy, đó là các ngài cho biết là những gì kinh và cơ đã nói đều có thật, cho chúng ta nhận xét được, thấy được và cảm được, để chúng ta rốt ráo mà tu hành cứu được đứa nào hay đứa đó. Nên á, thường thì các ngài hiện thân là như vậy, chứ không phải là các ngài hù dọa mình gì hết á. Các ngài ngày nào cũng yêu thương mình hết, yêu thương mình lắm quý vị. Có mình á mới bất hiếu thôi, chứ chứ không phải là mọi người không thương mình đâu. Tại vì mình bất hiếu là mình gieo những cái ác, bây giờ muốn gột rửa cái ác mà còn giải đãi, còn không lo rốt ráo tu hành mà còn giải đãi. Hôm nay cúp điện cái làm biếng niệm Phật, nóng quá làm biếng niệm Phật, mà trong khi đó thấy sư Minh Tuệ không, nắng ông cũng đi, mưa ông cũng đi, cái gì ông cũng đi hết, không chấp gì hết, cái gì cũng không sợ làm sờn lòng ý chí của ngài hết. Mình thấy ngài ngồi giữa mưa như vậy đó quý vị, nhưng á chưa chắc gì hột mưa rớt vào mình ngài nữa, các nghe quý vị, nó lạ vậy đó. Mình phải có đức tin. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Chào Hành xin kính chào quý thân mến. Dạ thì Quốc Hành xin chào quý vị một ngày thật an lành. Kính thưa quý vị, thì mấy ngày hôm nay đó thì Quốc Hành cũng có hồi hướng để cho những cái phần giống như là những cái phần dầu, những cái máy niệm Phật, những mây Phật giảng. Thì những hôm vừa rồi đó quý vị thì cháy hàng quý vị ơi. Mua bao nhiêu cái máy niệm Phật về cũng cháy hàng hết, 20 cái, 30 cái, 50 cái đều cháy hàng hết quý vị. Mây cũng vậy luôn quý vị. Mây Phật giảng thì Quốc Hành cũng có mua về rồi lưu vô trong trong đó là 600 bài để cho bà con nghe.
giống như là từ quyển 1 tới quyển 6, rồi Sư Giải Ông Phai, rồi Tứ Thánh, rồi Ông Ba Thớ, rồi cũng như là vân vân, nhiều thứ trong đó cũng vậy, kho tàng pháp bảo trong đó cũng vậy. Cái đó gì về cứ để vô trong đâu cũng được. Đây là cái máy niệm Phật ha. Thì ở đây á, máy niệm Phật này đó thì dành tặng cho những bà con đã mua thuốc của Bất Thành và sắp mua thuốc cũng như là chi ăn cho bà con đó quý vị. Đây, đây là cái máy niệm Phật nha quý vị. Máy niệm Phật này gồm có 6 bài ha. Chú Đại Bi nè, Nam Mô Di Đà Phật nè, Nam Mô Di Đà Phật, nhiều động vật. Rồi Nam Mô Di Đà, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, kinh Tâm Từ. Quý vị, đầy đủ cái này ha. Đây. Giờ này là không có pin ha quý vị. Nhà quý vị mua pin giùm cho Bất Thành nha. Đó là cái những sản phẩm mà ở đây Bất Thành có chi ăn thêm quý vị. Máy niệm Phật hoặc là mê phát giảng là không tính tiền nha quý vị. Không tính tiền là tại sao không tính tiền? Là nếu ai đã mua thuốc của Bất Thành rồi thì Bất Thành sẽ cho một cái máy niệm Phật hoặc là một cái mê phát giảng để cho bà con nghe ha quý vị. Cũng như là giáo viên quý vị thôi. Thật sự ra đó thì dầu này đó rất hay quý vị. Dầu này đó là dầu diêm son ha. Dầu này là dầu diêm son, vừa trị diêm son vừa ngừa Covid được luôn. Mình diêm son như thế nào? Cái này là sức ngoài quý vị. Này nó được nâng cấp lên một cái tầm cao khác nữa quý vị. Dầu bình thường là không có được đâu. Mình xức vô cái này thơm thơm là mùi sữa, mùi xả đó quý vị. Xả sa vi đó quý vị. Rất là thơm luôn quý vị. Thì cũng như quý vị đã biết đó, thì ở đây Bất Thành có chuyên trị về xương khớp cũng như thằng kinh tọ gây cột sống, thối quá cột sống, nhức tay chân, bà con đi đứng không được, hay là xuất hiện những cái trường hợp là đau mỏi gối quý vị, những cái khớp gối quý vị đó, hay bị gọi là thiếu cái chất nhờn đó, thì ở đây đó Bất Thành có một cặp thuốc của Hồng Kông nha. Ở đây là bà con dùng rất là ok luôn nha quý vị, dùng rất là nhiều luôn, uống được là một lần mua vậy uống được 50 ngày, một ngày uống 2 lần nha quý vị. Đây thuốc không giữ nước, bảo đảm không giữ nước, nếu giữ nước hoàn tiền lại, Bất Thành sẽ hoàn tiền cho quý vị 100% tiền. Còn nếu bà con nào đang gặp khó khăn mà không có tiền mua thì Bất Thành sẽ gửi cho quý vị uống trước 10 ngày. Quý vị thấy được, quý vị hãy mua ha quý vị. Bất Thành sẽ gửi cho quý vị trước 10 ngày. Quý vị sẽ uống coi có giữ nước hay không giữ nước. Nếu mà thuốc á biết giữ nước hay không giữ nước quý vị. Quý vị chỉ cần uống chỉ 3 ngày hoặc là một tuần lễ thôi là quý vị biết giữ nước hay không giữ nước rồi. Hiệu quả hay không thì quý vị uống sẽ biết được. Khi mà mình mua như vậy đó, một cặp này thì bà con mua nhiều thì bà con biết rồi là 350 ngàn. Nếu mà thêm combo, combo là như thế này nè quý vị, là có thuốc dầu nè, dầu diêm son nè, rồi thuốc nhổ mũi nè, thuốc nhổ mắt nè quý vị đó, rồi thuốc bóp nè. Đây thuốc bóp này đó là mình chỉ đông cỡ chừng hơn 2/3 chai thôi. Cái này là Bất Thành xài đó, xài là còn lại nhiêu quý vị đó, và một uống ngứa nữa đó. Cũng như là nếu quý vị mà bị như là đau bao tử này kia đó thì Bất Thành sẽ cho thêm quý vị một bịch đau bao tử nữa nha. Một bịch đau bao tử này mình uống được là 7 lần nha quý vị. Nếu quý vị mà có bị ho hoặc là bị hay bị cảm sốt này kia đó thì ở đây thì Bất Thành có thuốc của Tỷ Cơ nha quý vị. Thuốc Tỷ Cơ ở đây đó là độc quyền ở bên Bất Thành có đó, đây đó quý vị. Hình như nghe nói Bất Thành nghe nói bên Bất Tạo trong này cũng cạn về thuốc của Tỷ Cơ quý vị đó, đây Bất Thành có nữa quý vị đó. Ai cần thì cứ gọi đây, Bất Thành sẽ gửi cho quý vị tới tận nhà nha. Đơn á mà trên 400 ngàn từ Bất Thành thì sẽ free ship cho quý vị, ship là 30 ngàn thì sẽ free ship. Đơn dưới 400 ngàn thì sẽ không có free ship nha quý vị. Thì quý vị nếu mà ai cần thì sẽ gọi vô số điện thoại của Bất Thành là 03333 04424. Cháu Thành xin nhắc lại một lần nữa, 03333 04424, đó là số điện thoại của Thành. Cứ gọi điện của Thành sẽ tư vấn cho quý vị 24/24 nha quý vị. Dạ kính thưa quý vị á, thì các phần thuốc của ở nhà Bất Thành và Bất Tạo thì luôn luôn là đã được kiểm duyệt và luôn luôn đã có người sử dụng rồi thì Bất Thành mới đem lên nhắn đi bán quý vị. Mọi phần thuốc đều là chất lượng. Nếu quý vị không tin thì quý vị hãy mua về một phần giống như dầu thôi, chỉ cần 30 ngàn dầu thôi quý vị sức rồi quý vị sẽ biết được là nó công dụng như thế nào. Thì cũng như là bên cái phần máu nhiễm mỡ đây quý vị là đông dược việt. Ở đây Bất Thành đó là vì mời Bất Thành đã uống được 2-3 hộp rồi và đã có kết quả tốt thì Bất Thành mới đem ra giúp đỡ cho bà con là thuốc này là máu nhiễm mỡ, là quý vị đó thường thường đó quý vị mập lên. Mập này là không phải là mập về dưới nước nha quý vị, mập lên là do ăn uống, do mình cải phán mình mập lên. Rồi mỡ của mình đó nó mới đông vào những cái mạch máu thì mạch máu không chạy đều nên là nó sẽ nguy ra, nó sẽ là tác dụng là có là đột quỵ đó quý vị. Đây là máu nhiễm mỡ này là sẽ là giảm cho quý vị là không có còn là đông những mạch máu nữa, máu sẽ lưu thông lại. Bây giờ đó nhiều căn bệnh mà gọi là đột quỵ đó rất là nhiều luôn. Hôm trước Bất Thành có đi xuống dưới bệnh viện là Cần Thơ SIS đó quý vị, là ở dưới người ta là bệnh viện gọi là những cái người mà đột quỵ đó là thường thường là những người mập thôi. Máu nhiễm mỡ này kia rồi đó quý vị là thường đột quỵ lắm quý vị. Đây là cũng như là ngừa đột quỵ và ngừa máu nhiễm mỡ quý vị. Nếu bà con cần thì bà con cứ gọi cho Bất Thành ha, Bất Thành sẽ gửi cho quý vị tận nhà. Đây còn ai Bất Thành sẽ nhắc lại nha, ai cần máy niệm Phật thì Bất Thành sẽ gửi máy niệm Phật nha quý vị. Nhà Nam Mô Di Đà Phật. Thì quý vị cũng đã biết đó, thì ở đây Bất Thành có dầu dừa và mật ong. Mật ong này đó thì có in tem của gia đình Bất Thành lên đây luôn là Quy Ti. Thì mật ong này Bất Thành được một số bà con thì cũng như quý vị biết thì Bất Thành ở đây là gần biên giới, ở đây là gần biên giới Campuchia quý vị. Mật ong này lấy từ rừng của năm bên ở trên đó vậy đó quý vị. Ở trên chảnh về là có một số anh em Campuchia đem về đây chia cho nhà của Bất Thành. Thì mật ong này là chia cho bà con là xin nói giá ra luôn là 1 lít 1 triệu mật ong gừng nguyên chất. Nếu không phải gừng trả lại hoàn tiền liền hiểu gì ha. Đây thử thì Bất Thành thử thì nhiều cách thử lắm rồi, giống như là để hành vô nè, rồi mình để vô nước coi nó có bị tan ra không, hoặc là mình để tủ lạnh coi nó như thế nào. Nhiều cách để thử lắm quý vị. Quý vị cứ thử mua xong rồi về 1 lít 1 triệu nha. Cái này là chỉ có nửa lít thôi nha quý vị. Một chai có nửa lít thôi, 1 lít là 1 triệu nha quý vị ha. Thì thứ hai nữa đó, tiếp theo của chung với mật ong thì ở đây là dầu dừa. Dầu dừa này xuất xứ từ Bến Tre, chắc chắn từ Bến Tre luôn quý vị. Bến tại sao Thành nói chắc chắn từ Bến Tre? Tại vì Bất Thành có đi giao du với nhiều bà con cô bác đó, thì bà con cô bác thấy Bất Thành cũng làm những cái việc từ thiện này kia thì bà con cũng giới thiệu Bất Thành là về cái phần dầu dừa này người ta tự nấu ra rồi người ta đưa cho mình. Nói chung là chi giống cho mình cũng chi giống cho bà con luôn. Quý vị.
Dầu dừa này là mình xức được nhiều cái lắm nha, giống như là mình dưỡng tóc nè, rồi mình xức cho cái da của mình nó đừng có bị đờm mồi nè quý vị, đừng có bị tàn nhang nè, nhiều cách sử dụng lắm quý vị. Cũng như là mình bị chỉ thì mình xức dầu dừa này vô trong cái chỗ bị chỉ luôn quý vị, nó mình thoa đều vô. Dầu dừa này, tác dụng của dầu dừa này thì các ông bà xưa người ta đó thì hay hơn, ta biết sẽ biết nhiều hơn dầu dừa này nguyên chất nha quý vị, không pha một chút nào hết. Ở đây là thành không pha nha, tới dầu xức này nè quý vị, dầu xức này đó nếu bà con cô bác nào biết đó ha, thì mình sẽ nói là dầu xức này đó là 3.000 thôi mới đúng chứ không phải là 4.000, nhưng quý vị cứ suy nghĩ kỹ lại nha. Dầu xức này ở đây Quốc Thành không có pha cồn, chắc chắn 100% không pha cồn, chỉ là đổ vô một ít thôi, một xíu cồn để cho nó tan cái lượng băng phiến đó thôi quý vị, chứ không có gì hết, không có để cồn bao nhiêu hết quý vị, thật sự là vậy. Nguyên chất cho bà con hết, để cho bà con hết bệnh, để cho bà con được hiệu quả nhất có thể khi mà dùng dầu này và những sản phẩm khác. Đây quý vị, ở đây Quốc Thành đạo cháu Hảo không dám làm tầm bậy tầm bạ đâu quý vị, thật sự luôn, rất là có lỗi với thầy nha quý vị. Dạ kính thưa quý vị, cái tiếp đây á là một cái sản phẩm mà bà con cô bác đang rất là ưa chuộng luôn quý vị, đó là tê bì chi. Thật sự đây đó, thuốc tê bì chi này đó nó có công dụng là trị tê rất là hay. Thường thường đó các cô chú mà trên 40 đó, gần 50 đó, thường thường sẽ có một cái hiện tượng đó là tê những đầu ngón tay. Bà con chắc sáng thức dậy là tê những đầu ngón tay nè quý vị. Quý vị bóp xong rồi nó vẫn còn tê luôn, cả chừng tiếng sau là tê. Nhưng mà thuốc này đó thì Quốc Thành sẽ đảm bảo cho quý vị là uống xong sẽ không tê những đầu ngón tay nữa, và những cái gọi là tê giò, tê tay này kia nó không có tê nữa. Tại sao mà lại Quốc Thành lại đảm bảo vậy? Tại thuốc này khi mà quý vị tê đó, giờ Quốc Thành sẽ nói về cái cơ thể quý vị trước nha. Rồi Quốc Thành sẽ nói về cái thuốc này công dụng thế nào. Cái cơ thể quý vị đó, nếu mà quý vị mà bị tê những cái đầu ngón tay hoặc là tê giò này kia đó là do quý vị bị nghẹt mạch máu, gọi là tắc nghẽn mạch máu đó quý vị. Quý vị mới bị tê như vậy. Thuốc này nó sẽ là giúp cho quý vị là từng quàng máu của quý vị sẽ chạy đều ra hết cơ thể, chứ không phải là mình bị đứng lại đó ha. Này là thuốc là vừa ngừa mà vừa trị cho quý vị, đó là tê bì chi, thuốc của Việt Nam và Nhật Bản sản xuất cùng nhau, hợp tác đó quý vị. Một hộp này đó thì đi chung với combo là 350.000. Thuốc này với thuốc cặp xương khớp thì quý vị đã quen thuộc quá rồi quý vị à. Thuốc này quý vị bà con mua rất là nhiều luôn, từng quàng máu gì không đều, hoặc là quý vị bị hay bị gọi stress đó quý vị, stress đó, quý vị dùng thuốc này. Dạ kính thưa quý vị, thì ở đây đó thì Quốc Thành có thuốc ngứa bôi quý vị. Thuốc ngứa bôi Quốc Thành đó là đây, thuốc ngứa bôi Quốc Thành nè quý vị. Thuốc bôi Quốc Thành đó là trị ngoài da, là những cái giống như là bị vết thương nè, rồi bị mũi cắn này kia đó thì mình trị. Còn ở đây đó Quốc Thành có một cái loại sản phẩm là dưỡng bì đan, chuyên trị về ngứa ha, bị giống như là sơ gan nè, viêm gan nè, rồi bị giống như là mẩn ngứa, nổi mề đa, vàng da, điều trị được hết nha quý vị. Đây là trị thuốc về là thuốc ngứa máu, mình uống vào đó, mình uống vào thì xem giọng gì sẽ biết được là cái thuốc này uống như thế nào liền. Còn cái công dụng thì Quốc Thành sẽ nói ra một cái sơ lược về công dụng của nó cho quý vị nghe. Thường thường quý vị đó, ví dụ như quý vị sức ngứa đi, ngứa này về lát đồng tiền hay là bị lát thường đó thì rất là hay. Còn ví dụ như về vàng da, rồi bị nổi mề đay này kia đó mà bị nhiều nặng quá thì thuốc này nó sẽ trị, nhưng mà trị rất là nhẹ. Còn còn cái này đó quý vị, cái này đó mình trị rất là hay về cái chuyện mà vàng da hoặc là nổi mề đay luôn quý vị. Thường thường mà con hay nổi mề đay rồi bị xấu xuông, thuốc này uống không có bị ngứa xung quanh cơ thể mình luôn quý vị. Dạ kính thưa quý vị, thì bây giờ đó thì bà con đang có những cái căn bệnh cũng như là ngứa, ho, hoặc là viêm son, hoặc là bị máu nhiễm mỡ, cũng như là bị tê, bị nhức, thì cũng bị đường, thì cũng là một cái trường hợp rất là nặng luôn quý vị. Có nhiều cái đó là ai bây giờ hầu như là những cái người mà từ 35 trở lên thì thường thường là những xuất hiện những cái trường hợp là bị teo cơ. Hoặc là những cái trường hợp là bị đái da thì kiến nó sẽ bu, đó gọi là bị tiểu đường đó quý vị. Thì thuốc này đó thì ở đây Quốc Thành sẽ ngăn ngừa đường lên cho quý vị. Đây là sẽ là ổn lại cái gọi là cái lượng đường cho quý vị. Quý vị đang đặt câu hỏi, thuốc tây nó cũng là ngừa, gọi là ngừa đường, tăng đường, không có tăng đường lên, hạ đường xuống, bình đường cho mình. Tại sao lại cái thuốc này nữa chi? Kính thưa quý vị, thì thuốc tây đó quý vị uống đó một thời gian thì quý vị sẽ bị là thận và giữ nước, cũng như là bị mục xương. Còn đây, ở đây Quốc Thành sẽ bảo đảm cho quý vị, đây là khẩu qua, không bị giữ nước, không bị mục xương, đảm bảo cho quý vị hạ đường rất là tốt luôn. Đặc biệt là quý vị ăn uống đàng hoàng, ăn uống bình thường, không có kén ăn ngủ được, chắc chắn với quý vị 100%. Đây là thuốc của bà nội Quốc Thành đã sử dụng nha quý vị nha. Đây thì có hai loại, đây một á là khẩu qua, hai là loại thuốc tán. Thuốc tán này uống y gan vậy luôn quý vị, hạ đường. Nhưng mà nếu bà con đang bị đường nặng thì bà con cứ mua về uống chung với thuốc tây, nhưng mà hạ liều thuốc tây lại là cách một tiếng đồng hồ, uống trong vòng 3 ngày thì bỏ thuốc tây luôn. Thuốc nào cũng vậy hết nha quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là thuốc đường của nhà Quốc Thành. Dạ kính thưa quý vị, thì tiếp theo đây là ba sản phẩm có cùng một công ty. Thì đây là thuốc giảm tĩnh mạch và hạ huyết áp, cũng như là sang thận quý vị. Thì Quốc Thành sẽ giới thiệu từ thuốc giảm tĩnh mạch cho quý vị xem. Giảm tĩnh mạch này là chuyên trị về những cái căn bệnh mà tĩnh mạch của mình đó nó không đều đó quý vị, thì nó sẽ là hòa huyết lại quý vị, hòa huyết cho cái tĩnh mạch của mình nó bị nhức tê này kia, giống như là bị giật điện ở giò đó quý vị. Cái này nó sẽ giúp cho quý vị là không còn giống như là bị tĩnh mạch ở giò nữa. Giảm tĩnh mạch là giảm cơ sơ của quý vị lại, cơ sơ tĩnh mạch đó quý vị. Thì cặp thuốc này đó, phần thuốc này đó là của Việt Nam ha quý vị ha. Có những cái phần hướng dẫn trong đây hết thì 50 viên. Quý vị uống trong vòng 25 ngày, 1 tháng trời, quý vị sẽ có được cái kết quả mà mình mong muốn, là không còn giảm tĩnh mạch nữa. Đây là tĩnh mạch. Nếu bà con ai mà có bị tĩnh mạch thì sẽ biết được là tĩnh mạch là như thế nào và bị ra sao. Ở đây nè quý vị xem kỹ nha. Tĩnh mạch là giống như là những cái đường mà găng tiết trên cơ thể mình đó mà nó bị co giật đó quý vị, gọi là giảm tĩnh mạch đó quý vị. Đó là giảm tĩnh mạch. Còn thứ hai đó là hạ huyết áp.
hạ huyết áp này đó là chuyên trị về những cái căn bệnh đó, là giống như là lên huyết áp cao, giúp mình bình can lại, lợi tiểu, không có còn là say sẩm mặt mày, ù tai nữa quý vị, ù tai qua mắt, say sẩm mặt mày nè là không còn nữa. Quý vị mà đang huyết áp bị cao lên nhất sáng đó, thường thường đó là cao lên lắm, quý vị uống cứ uống vô trước khi ăn, uống vô một viên. Giấc chiều chắc chưa, quý vị thấy mà không ổn trong người thì uống một viên nữa, chắc chắn quý vị lên huyết áp quý vị sẽ bình thường như người ta mà ăn uống đều đặn luôn quý vị. Dạ, đó là thuốc hạ huyết áp nha quý vị. Dạ, tiếp theo đây đó là thuốc sạn thận. Sạn thận này như thế nào? Sạn thận này đó là chuyên trị về những căn bệnh là sạn thận trong trong thận, rồi sạn trong thận, rồi khó tiểu, rồi tiểu nước vàng nhiều, tiểu gas, tiểu đêm nhiều, trị về những cái tình trạng thận đó quý vị. Còn nhu cầu này kia đó mà khó khăn đó thì đây là sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe chúng ta luôn. Thuốc này đó thì khi mình uống thuốc thì mình nhớ là uống nước nhiều nha quý vị. Uống nước nhiều vô. Thường thường bà con cô bác đó thì xem nhẹ cái chuyện mà uống nước lọc lắm quý vị. Quý vị uống trà xanh hoặc là ô long này kia thôi, nhưng mà quý vị không biết được cái lợi của uống nước lọc là nó hay như thế nào đó quý vị. Nó sẽ giúp cho mình lợi tiểu nè, cũng như là mình sẽ không có bị thận nữa quý vị. Thuốc này nó sẽ hỗ trợ chúng ta là vừa mình vừa uống nước nhiều và mình vừa uống thuốc vô, nó sẽ là không còn sẵn thận trong cái thận của ta nữa. Những bà con cô bác đó mà bây giờ còn dùng bia rượu đó thì Út Hành thấy thì nên là hạn chế đó quý vị. Hạn chế dùng bia rượu lại ha. Đây, đây là nó sẽ dùng cho nó sẽ giúp cho những bà con mà không dùng bia rượu nữa là giảm những cái sẵn trong cái thận của chúng ta là mất đi luôn. Miêu mòn từ từ đó quý vị. Đó là thuốc thận nha quý vị. Đây, để Út Hành để bên. Thì đó là ba sản phẩm chung một công ty. Thì Út Hành sẽ xin giới thiệu thêm một loại sản phẩm mà ở đây Út Hành vừa mới đem về cho bà con. Đây, đây là thuốc viêm xương uống. Thuốc kim sơn này đó là chuyên trị về như thế nào, là bà con đó là ở đây có thuốc nhỏ nhỏ mũi nè, trà dầu nè quý vị ha. Thì Út Hành ở đây đó là đi chung với combo này luôn nha quý vị. Combo này luôn là tổng cộng chỉ có 200 thôi quý vị, mà mình dùng được á là cho là vừa uống nè, vừa sức nè và vừa nhỏ được luôn. Kim sơn cỡ nào cũng hết luôn quý vị. Thời tiết bây giờ nó thay đổi thất thường lắm, không có nói được. Lúc nắng lúc mưa rồi lúc trời âm u này kia thì thường thường những người bị kim sơn sẽ những cái trời âm u đó là sẽ nhức lỗ mũi nè, là sẽ bị khó chịu, nhức đầu cũng như là bị khò khè. Thì thuốc này nó sẽ giúp cho bà con bình thường là những cái chuyện đó, là không còn bị viêm xoang nữa, không còn cái nhức đầu khơ nữa quý vị. Đây, đây là thuốc trị viêm xoang uống quý vị ha. Đây quý vị. Chung đi, nó đi chung với một cái gọi là cái combo dầu luôn ha quý vị ha. Combo dầu. Và đây quý vị, đó như thế này ha quý vị. Đây quý vị. Như thế này thì bà con sẽ không còn lo về viêm xoang nữa nha quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây. Không lo viêm xoang nữa, là có mỗi combo này sẽ không lo viêm xoang nữa quý vị. Thì cái thời tiết này đó thì Út Hành thấy đó bà con bây giờ bị ho rất là nhiều. Cái sản phẩm này đó là trị về chuyên về ho ha quý vị ha. Đây, chuyên về ho. Ho này đó là ho cỡ nào cũng được hết, ho ga đàm, có đặc trong cổ, có người bị ho ga máu luôn quý vị, mà chị cũng đẳng được luôn nha quý vị nha. Ở đây đó là nó để là nè, ho xỉn nè, ho đàm, ho gió, ho hàn, viêm khí quản nè, cấp tích nè, cấp tính nè, rồi mãn tính nè quý vị. Cách dùng là mỗi ngày mình uống 2 viên một lần. Mình uống một ngày là 2 lần, cái sáng một lần, cái chiều một lần dùng cho bất hành ha. Uống bảo đảm quý vị là quý vị ho gà quý vị cũng hết, ho lao quý vị cũng hết luôn quý vị. Ở đây là có để vậy hết quý vị. Bà con dạo này mua thuốc này uống rất là nhiều nha quý vị nha. Đây là sản phẩm từ Hồng Kông. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa quý vị, thì quý vị biết đó, ở đây Út Hành có cho những sấm giảng thi dân giáo lý. Đây là quyển 6 là tôn chỉ hành đạo, là giúp bà con cô bác là học Phật tu nhân, là giúp cho bà con là hiểu được cái bài cúng của bên Phật giáo Hòa Hảo và thực hiện theo, cũng như là cách ăn ở của lúc mà mình còn tại thế này. Đây quý vị, đây là học Phật tu nhân đó quý vị, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo nha quý vị nha, quyển 6. Còn đây là thi dân giáo lý của Đức Quỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Đây Út Hành ở đây những sản phẩm mà của bên đạo Phật giáo Hòa Hảo, bên Út Hành không có lấy tiền ai làm bạc hết. Nếu quý vị mà có thương Út Hành, thương đạo Phật giáo Hảo thì quý vị có thể là trả tiền ship dùm cho Út Hành nữa ha, là 30.000. Đây là thi văn giáo lý toàn bộ. Đây quý vị, ở đây là Út Hành có đầy đủ hết nha. Út Hành sẽ đi sơ sơ cho quý vị xem về những cái thi văn, những cái sấm giảng này kia cho quý vị thôi. Chứ những cái cuốn giống như là sư giảng file, ông Mai Thớ này kia thì ở đây Út Hành đều có nha quý vị nha. Cũng như là ở đây đó thì Út Hành có cho Trần Điều Cửu Quyền, cho Tam Bảo, cho Hình Thầy theo yêu cầu. Nếu mà yêu cầu thì nếu mà yêu cầu theo kích cỡ đó thì Út Hành xin quý vị hãy trả tiền ship cho Út Hành và có thể là gửi cho cái người mà mình đặt theo yêu cầu đó vài trăm ngàn để cho bà con có thể có cái số tiền đó đặng bà con dùng cho cái mục đích khác, để giống như là mình thêm tiền vô để mình mua những cái phần này nè quý vị, để mình cho bà con khác nữa. Còn nếu mà bà con mà lấy như là ở đây Út Hành có thì Út Hành sẽ là không cần gì hết, chỉ cần bà con trả tiền ship cho Út Hành thôi, Út Hành sẽ gửi tới nhà cho bà con, cho bà con đang cần và đang dùng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là hình Cửu Quyền. Sau lưng Út Hành đây là Tam Bảo. Út Hành có hình thầy cũng như là những cái hình hình thầy đứng nè, hình sơ mi nè, rồi hình thầy ngồi tòa sen nè quý vị, Út Hành ở đây đều có nha. Thành gỡ phi cho quý vị nha. Thì cuối cùng cuối video thì Út Hành xin nhắc lại với quý vị một điều rất là quan trọng, đó là ở đây Út Hành có cho quý vị những sản phẩm giống như là mê phát giảng, máy niệm Phật, cũng như là cho quý vị miễn phí ha quý vị ha, quý vị chỉ cần trả tiền ship thôi. Rồi cho cả là thuốc của tỷ cơ luôn nha quý vị nha. Đây là thuốc tỷ cơ nha quý vị. Đây thuốc tỷ cơ ở đây Út Hành có và cho quý vị luôn, tỷ cơ để gửi cho Út Hành. Và một điều cuối cùng thì Út Hành xin nhắc quý vị, ở đây Út Hành là có bán riêng một combo. Combo Út Hành là gồm có 2 chai nhỏ mắt, 2 chai nhỏ mũi và 3 dầu, 1 chai bóp và 1 củ ngứa, cũng như là nếu ai có bị đau bao tử thì Út Hành sẽ gửi thêm một bịch đau bao tử cho quý vị nha quý vị. Thì bà con nào mà biết chữ thì Út Hành để số điện thoại trên màn hình thì cứ gọi đây, Út Hành sẽ gửi tới tận nhà. Còn nếu mà bà con không biết chữ thì Út Hành sẽ đọc ra cho quý vị nghe số điện thoại Út Hành liền bây giờ.
đó là 0333 04424, đó là số điện thoại của Bất Thành. Bà con cứ nếu mà muốn dùng thì cứ gọi điện thẳng cho Bất Thành, Bất Thành sẽ tư vấn cho quý vị. Nếu bà con nào có coi video rồi thì đỡ, nếu bà con chưa coi thì Bất Thành sẽ giới thiệu cho quý vị, tận tình cho quý vị và hỗ trợ quý vị 24/24. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.